Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với căn phòng live rừng Tây Nguyên. Thì hôm nay người địa phương người ta mới về được một cái lô kiếm bà nà rất là đẹp luôn. Đó, toàn là hàng miếng không mọi người. Thì mình mới làm video để chia sẻ cho mọi người. Thì đây là một cái cơ hội để anh em thích cái dòng lan này để sưu tầm cái dòng kiếm bà nà này. Kiếm bà nà thì rất là quý hiếm luôn, mà không có nhiều, mà bữa nay lại có được những cái dề miếng đẹp như này thì lại cực kỳ là quý. Và giá cả hôm nay thì mình sẽ để lại rất là phải chăng thôi. Đó, thì ở đây mình giới thiệu cái mặt bông của kiếm bà nà cho một số anh em chưa biết. Và cái bụi này thì mình cũng mới trồng thôi, mình trồng làm mẫu cho anh em xem á. Đây là mặt bông kiếm bà nà. Thì đối với thằng kiếm bà nà này nè, thì khi mà càng về tới lúc mà nó nở càng lâu á, thì cái chỗ này tím này, cái phần tím này nó sẽ càng ngày càng đẹp, tím nhiều. Đó, tím nhiều phần bông hoa, còn cái bạc ngọc á, là nó không có tím. Đó, nó chỉ giữ nguyên một màu từ đầu tới cuối thôi. Còn thằng bà nà thì nó sẽ khi mà nó gần tàn nó sẽ tím hết cái phần lưới này. Đó, thì cái này mình trồng được rồi. Mới hôm bữa mình quay video cho mọi người xem là khoảng 1 tháng rồi. Đó, và nó búng ra những cái rễ như thế này. Đó, cực kỳ là dễ trồng luôn mọi người ạ. Đó, đây là cái vẻ của nó mới búng ra này. Đó, thì anh em nào mà khi mà mua hàng của mình về thì có thể mở video để mở kênh mình ra để xem lại cái cách mà mình trồng á. Đây, thì hôm nay mình cũng giới thiệu nhanh luôn các cái phần lan này này, phần kiếm bà nà này này. Đó, thì hôm nay là toàn hàng miếng rất là đẹp. Đây, phần thứ nhất này. Đó, một cái này là cũng giống y như một cục nguyên bản trong rừng luôn nha mọi người. Đó, thằng này là kiếm bà nà này, là phong lan chứ không phải địa lan đâu. Nó bám trên một cái cây cổ thụ rất là to. Đó, coi cái phần giá thể, cái phần rễ của nó còn rất là tươi này. Đó, và rêu này. Rêu nó đóng ở trên cái bộ rễ của nó này. Là mọi người đối với những cái phần lan như này mọi người chỉ cần bỏ vô luôn nhá. Đừng cắt tỉa cái rễ này nhá. Bởi vì nó đã quấn vô nhau tạo thành cái lớp giá thể rất là tốt rồi. Đó, không cần phải cắt tỉa về vệ sinh đâu. Đó, cái rễ này còn rất là khỏe, còn dùng được. Đó, phần này thì cực kỳ đẹp luôn. Nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó lại rất là đẹp. Đó. 200.000 phần này nhé mọi người. Đó, 200.000 cho phần này. Rồi, còn đối với phần thứ hai này. Phần này, đây là một cái bụi nó lớn hơn này. Hàng nguyên dề luôn nha mọi người. Đó, hàng nguyên dề ạ. Đó, phần này cũng là 200.000. Đó, 200.000. Đó, phần thứ ba cũng là một cái bụi rất là đẹp. Những cái hàng miếng như này thì mọi người chỉ cần mua cái chậu và bỏ giá thể y như trong video hướng dẫn của mình, đặt vô là nó sẽ phát triển rất là nhanh. Đó, sức đề kháng của nó sẽ tốt hơn những cái loại mà tép rời. Đó, cái khả năng mình thuần hóa nó sẽ không có bị suy và bị yếu cây. Đối với hàng dề này là đặc điểm như vậy. Và khi mà nó trổ bông thì nó sẽ ra đồng loạt cùng một lúc, chứ không bị cây trước cây sau. Đó. Cái phần này cũng 200.000 luôn nha mọi người. Đó. Đây mình gọi là đây là phần thứ ba này. Phần thứ ba 200.000 này. Đó, phần thứ tư 180 mọi người. Đó. Cái bụi này cũng rất là đẹp. Đó, cùng một nguyên một miếng luôn. Các cái củ già sau mà khi mà nó già đi, nó rụng hết lá thì nó tạo thành một cái tảng giá thể cho các cái cây con lên, nó quấn vào. Đó, là cái cây này là cây phong lan chứ không phải địa lan đâu nha mọi người. Nó sống trên các cái cây gỗ chứ không phải là ở trong đất. Đối với phần này là 180.000 nè mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi. Và ở đây hôm nay mình có hai phần 150.000. Đó, cho anh em nào ăn một phần 150.000 thôi ạ. Cho những cái anh em nào mà mới tập ghép ghép thử. Đây. Nó vậy thôi chứ cái phần này cũng rất là đẹp ạ. Ba tép, ba hướng. Đó, sau khi ra cây thì nó sẽ đẻ rất là đều luôn. Đó, toàn là hàng nguyên miếng nha mọi người, nguyên miếng nguyên dề. Chứ mình không có bán hàng rời. Đó. Rồi. Còn đối với phần cuối cùng đó, phần này là 200.000 luôn nha mọi người đó. Cái này cũng 4-5 tép này, nó tạo thành một dề này. Và đây là cái vòi bông trong rừng của nó này, vòi bông đã già và đậu trái này. Phần này 200.000. Thì mình sẽ điểm qua lại một lần.
cho mọi người nhớ tên các cái phần plan. Phần thứ nhất là 200.000 ạ. Đây phần số 1. Đó, tới phần số 2 là 200.000 luôn ạ. Đó, phần số 3 cũng 200.000 nha mọi người. Đó, phần thứ 4 là 180.000. Đó, phần thứ 5 này là 150.000. Và phần cuối cùng là 200.000 luôn ạ. Đó. Ai mà kết nếu mà thích cái phần plan nào thì gọi điện thoại trực tiếp cho mình, số điện thoại mà để trên tiêu đề nhé. À, vì nó cũng hết tương đối là nhanh thôi, nên là anh em nào mà muốn sưu tầm thì mình cũng tranh thủ nhé. Rồi, cảm ơn tất cả, tạm biệt tất cả mọi người ạ. À, mình cũng ngắm nhìn lại một lần cái mặt hoa của nó nhé mọi người. À, cái hoa này thì hôm bữa nó cũng bị hơi dập một tí ở trong rừng này. À, nhưng các bạn mà khi mà thuần lâu thì nó sẽ rất là đẹp luôn ạ.